Chào mừng các bạn đến với tin nhanh của ống kính hậu trường. Đến hôm nay ngày 13 tháng 4, tức là còn hơn 2 ngày cần thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ tuần trước, Bộ Y tế đã đề cập tiếp tục cách ly nếu có thể để đảm bảo ngăn dịch. Cũng đã có nhiều nước có quyết định kéo dài giãn cách xã hội thêm 2-3 tuần sau khi thấy hiệu quả của biện pháp này nhằm bẻ gãy chuỗi lây nhiễm. Nhưng ở Việt Nam có nên thực hiện cách ly xã hội như hiện nay sau ngày 15 tháng 4? Lẽ ra ngày 13 tháng 4 là thời điểm Bộ Y tế sẽ báo cáo kết quả sau gần 2 tuần cách ly xã hội và Thủ tướng thông báo quyết định có cách ly tiếp hay không như đã công bố trong phiên họp giữa tuần rồi. Nhưng như báo chí đưa tin ngày 12 tháng 4, một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết cả nước vẫn tiếp tục cách ly đến hết ngày 15 tháng 4 như chỉ thị 16 của Thủ tướng và việc có tiếp tục biện pháp này hay không còn phải chờ phiên họp vào ngày 15 tháng 4. Rõ ràng, việc thực hiện cách ly xã hội đã mang lại những hiệu quả về ngăn dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam. Cụ thể là số mắc mới đã giảm liên tục từ ngày 4 tháng 4 đến nay. Trong gần 10 ngày qua, 3 ngày có số mắc cao nhất đã ghi nhận 4 bệnh nhân một ngày, cũng đã có 2 ngày ghi nhận 1 bệnh nhân. Trong khi ở thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4, số bệnh nhân ghi nhận ở mỗi ngày đều trên 10 người. Ngày 22 tháng 3 ghi nhận tới 19 bệnh nhân. Các ổ dịch mới mất dấu KF0 liên tiếp xuất hiện. Phát biểu tại cuộc họp trực tiếp cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói những con số về các ca nhiễm bệnh đến nay là con số biết nói. Việt Nam đứng thứ 108 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 với 262 ca bệnh cho đến nay. Trong khi ở thời điểm cách đây hơn một tháng, Việt Nam đứng thứ 77 về số mắc. Điều đó chứng tỏ được hướng của chúng ta là đúng. Chúng ta phải có lòng tin để tiếp tục. Chúng ta chưa bao giờ bị động và có đầy đủ các kịch bản, ông Đam nhấn mạnh. Đã có những ý kiến về việc ứng xử như thế nào để phòng dịch sau mốc ngày 15 tháng 4 và có nên tiếp tục giải pháp đã tạo ra hiệu quả. Một chuyên gia của Bộ Y tế đã chia sẻ nếu xem việc không còn ca bệnh nào phát sinh sau ngày 15 tháng 4 là mốc để quyết định có nên giãn cách tiếp hay ngưng giãn cách thì sẽ rất khó vì rất có thể thêm ca bệnh ở những ổ dịch nhỏ lẻ. Rất khó xác định là khi nào hết những ca bệnh như vậy. Nhưng chiến lược của Việt Nam là ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch và trị. Khi có ổ dịch mới thì khoanh vùng, cách ly ngay sẽ hợp lý hơn là giãn cách xã hội tuyệt đối như hiện nay. Chuyên gia này cho biết, cách ly xã hội đem lại những hiệu quả về y tế, sau đó về xã hội. Một trong những yếu tố khiến thời gian qua chúng ta chống dịch tốt là nhờ niềm tin của người dân trong việc tuân thủ các biện pháp của chính phủ. Tuy nhiên, đang trong thời gian cách ly xã hội, chính phủ kêu gọi mọi người hạn chế ra đường khi không thật cần thiết, nhưng nhiều người dân vẫn vô tư chui rào chắn để tụ tập thả diều, cùng nhau ăn uống. Tại các công viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có rất đông người dân đi dạo hay tập luyện. Nhiều người còn không mang cả khẩu trang. Nhiều địa phương trên cả nước, người dân vẫn tụ tập tắm biển, vui chơi và không ít lần cơ quan chức năng phải can thiệp xử lý. Theo ông, nên chia các tỉnh thành ra các nhóm. Các nhóm có mối giao lưu đi lại hạn chế, chưa có ca bệnh nên nới để các cháu có thể đến trường, các doanh nghiệp có thể sản xuất kinh doanh, nhưng kiểm soát chặt các khu vực có biên giới và đầu mối giao thông. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tránh tụ tập đông người và đeo khẩu trang, rửa tay phòng dịch. Thời gian qua, Việt Nam đã kiềm chế được các số ca mắc mới, có thời gian để xem những mô hình của các nước xung quanh. Theo chuyên gia này, không áp dụng đồng loạt biện pháp với các địa phương mà là nên mở dần. Như vậy, trước những hiệu quả của nhà nước ta trong việc ngăn chặn phòng chống sự lây lan của dịch, thì việc có tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trên toàn đất nước Việt Nam hay dần nới lỏng, chúng ta cần chờ đợi sự quyết định của phiên họp vào ngày 15 tháng 4. Và quan trọng hơn hết chính là ý thức từ bản thân của mỗi công dân để góp phần giúp sức đẩy lùi dịch bệnh lúc này. Đừng quên nhấn nút subscribe theo dõi kênh ống kính hậu trường để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!